Tiếp theo một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, tên con là Lê Khắc Tiến Anh, năm nay con 12 tuổi. Ai giờ ghê chưa? 12 tuổi mà đưa câu hỏi lên đây á. Cho một chàng pháo tay ứng cho em bé 12 tuổi mà dám viết câu hỏi đưa lên đây cho thầy trả lời. Năm nay con 12 tuổi, con ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Con xin thầy bố thí cho con hỏi thầy như sau. Một, chúng ta khi bị muỗi đốt thì có thể bị mắc bệnh và chết. Nhưng khi con bị muỗi đốt, nó hút máu con và con đã đập chết nó, thì con và con muỗi ai bị nghiệp nặng? Ai bị nghiệp nặng hơn? Và làm thế nào để con sám hối? Con xin bạch thầy hỏi câu thứ hai. Con có nghe pháp của các thầy giảng rằng tụng kinh Địa Tạng tốt và tụng một ngày ba thời vào những ngày đi học thì mỗi ngày con chỉ tụng được một thời. Nhưng khi nghỉ học thì con mới tụng đủ được ba thời. Khi mà thấy con tụng kinh Địa Tạng, chắc là khi nhà con, khi nhà con thấy con tụng kinh Địa Tạng thì bố và bà nội con nói rằng tụng kinh Địa Tạng là có vong và ma đi theo về nhà. Vậy thế con phải làm thế nào để giảng cho bố và bà nội con hiểu ạ? À, giờ ghê chưa? Con xin bạch thầy câu thứ ba. Ghê thế, 13 tuổi mà hỏi đến bác câu hỏi đó. Thôi, ưu tiên. Con đã quy y Phật và các sư ông có nói rằng khi chúng ta đã quy y tăng rồi, quy y pháp rồi, làm đệ tử của Phật thì chúng ta không được nói dối và làm những điều sai trái. Nhưng con lại phạm phải điều nói dối. Con phải làm thế nào để không mắc lỗi đó nữa ạ? Và sám hối để khỏi mắc nghiệp ạ. Con A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Ôi giời, ngoan thế, cho mà chàng pháo tay. Đấy, phải hỏi như thế mới là hỏi chứ nè. 12 tuổi đưa ba câu hỏi dồn trong pháp hội này làm cho thầy cũng phải gì, phải choáng váng khi đọc câu hỏi của em bé 12 tuổi. Đấy, câu hỏi thứ nhất, chúng ta thấy bé Lê Khắc Tiến Anh ở Ứng Hòa, Hà Nội hỏi là gì? Hỏi là mỗi khi bị muỗi đốt, nếu không đuổi muỗi, không giết muỗi thì muỗi đốt thì sẽ dễ bị bệnh. Mà cụ thể ở đây thường là bệnh sốt rét hoặc là bệnh sốt xuất huyết hay nhiều căn bệnh gì? Căn bệnh khác. Cho nên bé đã gì? Mặc dù đã quy Tam Bảo rồi, nhưng mà gặp con muỗi nó vo ve, nó tìm đến nó đốt, bé vẫn gì? Này, 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 cho mày biết tay này. Thôi, vui thế thôi. Xin thưa các quý vị, con muỗi có nghiệp của con muỗi, con người có nghiệp của con người, con vật có nghiệp của con vật. Con muỗi, con người hay con vật đều có duyên và có nghiệp của con muỗi hay con người và con vật, vân vân. Con muỗi thì có hai loại, muỗi đực và muỗi cái, đúng không? Có một loại muỗi thì không hút máu mà chỉ đi hút gì? Mật hoa, phấn hoa và quả thôi để sống. Đó là muỗi đực hay muỗi cái? Hả? Muỗi đực, đúng không? Muỗi đực không hút máu người, cũng không
hút máu mà đi. Nó sống bàng đi hút phấn hoa và hút mật hoa, rồi hút ăn trái cây, hút trái cây vân vân. ABC. Đấy, thầy nghe khoa học và giải thích thế, còn không biết có đúng không thì thầy cũng chưa được chứng kiến con muỗi đực hay con muỗi cái nó con muỗi đực nó không hút máu người. Nhưng mà đấy là khoa học họ giải thích cho nói như vậy. Thôi chúng ta cứ tin vào khoa học trước đã, đại khái như thế đã. Còn con muỗi cái thì thường đi tìm các loài động vật, trong đó có con người chúng ta, để đi hút máu để nuôi sống thân mạng của nó, đúng không? Đấy, mỗi loại sinh ra đều có nghiệp nhân và nghiệp duyên và quả báo của nó. Con muỗi nó phải đi hút máu nó mới sống. Nó đi hút máu mà gặp vào người mà thực sự chưa có tâm từ bi, chưa phát nguyện xả thí một chút ra máu của mình, thì đương nhiên là nó sẽ gì? Nó sẽ rơi vào gì? 50-50. Nếu mà hút no máu bay đi thì nó gì? Từ 50 ấy lên 100% là nó được sống gì? Thêm mà mấy ngày nữa. Còn nếu không may bị phát hiện và người chưa học đạo, chưa hiểu đạo, chưa có lòng từ bi và sẵn sàng giết nó thì từ 50% cơ hội sống đó chuyển thành cơ hội gì? Bị chết tan xác ngay trong một gì? Một giây lát rất ngắn ngủi. Chỉ một cái vỗ cả đét một cái là nó chết rồi, nát bét thân thể ra rồi, vì nó quá bé, quá mềm yếu. Cho nên chúng ta phải biết rằng nghiệp của con muỗi nó sinh ra như vậy thì nó phải chịu cái quả báo nó thôi. Con người chúng ta cũng vậy, các loài động vật khác cũng thế. Cho nên một em nhỏ hỏi câu hỏi này, xin thưa các vị, nó không phải bình thường đâu. 12 tuổi mà đưa câu hỏi như thế này, thầy mà trả lời là gì? Con cứ giết thoải mái, thì thầy lại gì? Giảng sai về nhân quả Đức Phật đã dạy. Còn thầy mà nói rằng các con, các Phật tử không được giết con muỗi, thì lại phản lại với khoa học, xã hội sẽ lên án. Dân tình ở trên mạng bây giờ nó rầm rầm, nó bảo cái ông sư ở chùa Khai Nguyên giảng phản lại với khoa học. Con muỗi nó cắn, nó tạo ra rất nhiều bệnh, như là bệnh truyền, các bệnh truyền nhiễm như bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, vân vân, ABC đó. Mà không giết nó, không ấy nó thì để nó phát triển như thế để truyền bệnh cho nhân loại hay sao, cho đất nước hay sao, vân vân, ABC. Thế cũng không được. Cho nên thôi, cái này thì xin thưa các vị, nhà Phật chúng ta có nói là tùy duyên. Ai phát nguyện giữ được giới không sát sinh, ai chúng ta phát nguyện xả thí thân mạng mình để cứu độ chúng sinh, thì chúng ta xả thí, chúng ta phát nguyện. Ví dụ, thầy từ khi xuất gia, tuy chưa làm được việc gì lớn, nhưng con muỗi bay qua mặt mình cũng không bao giờ gì đập giết nó nữa. Rồi con muỗi nó cắn trên thân thể của mình, nếu nó chưa no thì đợi một chút cho nó cắn no rồi thì phải phẩy cái tay cho nó đi. Còn thấy nó cắn no rồi thì cũng phải no rồi thì sợ rằng nó gì nó vỡ bụng nó chết, cũng phải phẩy cho nó gì, cho nó đi. Sợ rằng nó no quá, nó tham, nó ăn no quá gì nó không bay được, và nó gì nó no quá, có con muỗi nó tham lắm, nó cắn nó căng cái bụng ra và không bay được, và kết quả là không may người khác đi dẫm đạp lên là cũng bị gì, bị chết. Với bản thân thầy thì thầy phát nguyện làm cái việc nho nhỏ như vậy. Còn với các quý vị, với cháu bé này, nếu chưa làm được cái điều đó, sợ con muỗi nó gây bệnh cho mình, không nhất định không cho con muỗi, tìm mọi cách để ngăn chặn không cho con muỗi nó cắn mình, nó đốt mình, nó hút máu mình, thì đấy là việc của các quý vị, mỗi người chúng ta. Thầy không thể dựa trên bất cứ bộ kinh nào mà cấm tất cả các Phật tử chúng ta không được giết muỗi, mà Phật cũng không thể cấm tất cả nhân loại không được sát sinh. Phật chỉ cấm những người gì? Những người đã thọ giới, tức là đã thọ gì? Năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu.
Đấy, quy Tam Bảo khác với thọ năm giới các quý vị nhé. Quy Tam Bảo tức là gì? Chúng ta chưa phát nguyện giữ giới thì cái việc đó tùy duyên, tùy vào cái tâm Bồ Đề, cái lòng từ bi, hành Bồ Tát đạo của mỗi mỗi chúng gì? Chúng ta. Cho nên câu thứ nhất của em bé 12 tuổi, Thầy xin trả lời như vậy. Còn tùy vào các quý vị suy nghĩ và các quý vị cho một cái đáp án như thế nào là tùy vào sự hiểu biết và sự thực hành của mỗi chúng ta. Còn bé bảo rằng đập chết con muỗi như vậy thì giữa con muỗi và người đập chết muỗi, tức là bạn trẻ 12 tuổi này, ai bị tội nặng nhiều, ai bị tội hơn? Ý là gì? Con nếu không đập chết con muỗi thì con muỗi nó sẽ gây ra gì? Gây lên những mầm bệnh truyền bá trong nhân gian. Thì con muỗi đó đi đốt người gây nên mầm bệnh thì con muỗi đó có bị nhân quả không? Đại ý là có thể như thế, hỏi như thế. Còn nếu mà con gì con đập chết con muỗi thì con muỗi nó không đi gây thêm mầm bệnh nữa. Thế thì con và con muỗi đó ai là tội nhiều hơn? Mà có tội thì có sám hối được không? Sám hối bằng cách nào? Vân vân, ABC. Câu hỏi rất khó đấy. 12 tuổi các vị nghĩ câu hỏi như thế đơn giản, không đơn giản tí nào đâu. Trả lời không khéo bây giờ có thể trở thành báo mạng xã hội ngay ngày mai luôn, ngay tối nay luôn chứ không phải là đơn giản. Đấy, xin thưa các vị. Cho nên, ở đây thì thôi thầy khuyên bé là gì? Con mới là tam quy thôi, chưa phải là thọ năm giới. Cho nên không thể ép là gì? Con giết con muỗi là phạm vào cái giới gì? Vào phạm vào giới cấm của Đức Phật là cấm không được sát sinh được. Trừ khi con phát nguyện thọ năm giới thì con phải giữ giới. Hoặc nếu mà vô tình hoặc cố ý bắt buộc phải phạm giới thì trong giới luật nhà Phật cũng có gì? Khai, gia, trì, phạm. Đó. Khai là gì? Phạm. Nhìn trên phương diện giới luật của Đức Phật nói có thể là phạm đấy, nhưng mà có thể gì? Khai cho. Ví dụ như trong kinh Nikaya hay kinh A Hàm có kể về một Đức Phật có kể một câu chuyện, có một anh thợ gì, thợ săn, nó bắn trúng một mũi tên, bắn trúng một con nai, mà do bắn cái trúng cái chỗ nó không chưa hiểm lắm, cho nên con nai đó vẫn gì, vẫn chạy được. Thì đến gặp người tiểu phu đi rừng hoặc gặp vị tu sĩ, cái vị tu sĩ đó đang ẩn cư tu ở trong rừng, thấy con nai đó chạy sang đằng đông. Anh thợ săn một chút xíu chạy đến hỏi rằng, thưa Bà La Môn hay là thưa tu sĩ hay là thưa gì, thưa ông, thưa ngài, vân vân, có thấy con nai của tôi bắn trọng thương chạy về hướng nào không? Lúc ấy vị tu sĩ hay là vị tiểu phu kia vì khởi cái tấm lòng từ bi thương xót muốn cứu con nai kia mà nói dối rằng là gì? Có, tôi có thấy con nai đó chạy về hướng Tây hoặc hướng Nam hoặc hướng gì? Hướng Bắc, chỉ với mục đích duy nhất đó là cứu con gì? Con nai ấy, thì không phạm vào tội nói gì? Nói dối. Đây là trong kinh Phật dạy rõ ràng. Cho nên, nói dối mà không phương hại đến gì? Đến chúng sinh. Nói dối là để cứu một con vật hoặc nhiều con vật, hoặc để giảm thiểu, tránh cái tội lỗi cho một đối tượng nào đó, thì cái nói lỗi đó, nói dối đó, nói sai sự thật đó là vô hại, nói sai sự thật đó còn có phúc nữa. Cái đó là trong kinh Phật vậy. Cho nên trong nhà Phật, giáo pháp của Đức Phật là gì? Nó không cứng nhắc. Giáo pháp của Đức Phật là nói ra để cho chúng sinh thì tu tập và được giải thoát, chứ không phải giáo pháp của Đức Phật là trói buộc hoàn toàn chúng sinh. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên trường hợp của bé đưa câu hỏi này, thầy nghĩ rằng bé mới chỉ có quy Tam Bảo thôi, thì vô tình hoặc cố ý giết con muỗi thì tất nhiên nó cũng cấu thành những cái tâm khởi lên một cái niệm sân, một niệm ác trong cái nhất thời lúc đó.
Nhưng trong cuộc sống, bây giờ bé mới có 12 tuổi, học và tu tập làm được nhiều việc tốt. Trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, thời gian nói ngắn cũng không phải là ngắn, dài cũng không phải là quá dài. Nhưng mà nếu so ra với cái tích tắc giết con mũi kia, so với cái thời gian còn lại rất nhiều kia mà tụng kinh niệm Phật hướng thiện, làm người con ngoan trò giỏi, thì cái phúc ấy nó lấp đầy cái tội, và thậm chí nó còn lớn lên như cả núi gì, nó thậm chí lớn lên hơn cả núi Tản Viên Ba Vì chúng ta nên thì càng tốt chứ sao. Mà đây kết quả là chúng ta thấy bé hỏi là gì? Thầy dạy tụng kinh Địa Tạng, mỗi một ngày tụng ba thời, tức là một quyển đó, một bộ ba quyển đó, thượng trung hạ đó. Nhưng bé nói rằng là gì? Ngày nào không đi học thì bé được tụng được cả ba quyển thượng trung hạ, còn ngày nào đi học thì chỉ tụng được có một quyển thôi. Các Phật tử chúng ta nghe và gì mà xấu hổ nhá. Đấy, bé 12 tuổi, ngày nào không đi học thì tụng chọn cả một bộ Địa Tạng kinh, còn ngày nào đi học thì cố tụng lấy một gì, một quyển thượng, hoặc hôm sau quyển trung, hôm sau quyển hạ, mỗi ngày cố tụng lấy một quyển trong ba quyển trong bộ kinh Địa Tạng. Nghe để mà xấu hổ, nghe để mà học hỏi, nghe để mà phát bồ đề tâm vô quải ngại, tinh tiến để mà tu, để mà tu. 5, 6, 70 tuổi rồi, 80 rồi, vân vân. Cái tuổi này các cụ ngày xưa nói là cái tuổi gần đất xa trời, tức là sắp sửa về với thế giới bên kia rồi. Không ráng lo tu mà còn lo đi tập nhảy nhót, đi tập đàn ca múa hát sáo nhị, rồi buôn dưa lê, dưa hấu, dưa chuột với nhau. Có phải là đáng xấu hổ với em bé 12 tuổi không? Có đáng không? Đáng thì cho một tràng pháo tay. À không, xứng đáng xấu hổ mà. Mình xấu hổ mình chưa làm được thì mình xấu hổ. Thẹn với gì? Với em bé 12 tuổi, không bận thì tụng một bộ kinh Địa Tạng, còn bận thì cố tụng lấy một quyển trong ba quyển của bộ kinh Địa Tạng. Đây chính là gì? Đây chính là tu tập. Đây chính là cách sám hối chân thành của gì? Một em bé 12 tuổi. Thầy nghĩ rằng còn chẳng có cách sám hối nào nó tốt hơn thế nữa cả. Cho nên bé này cứ thế mà gì? Mà thực hành. Từ cái hạt giống Phật này mà thực hành lớn lên thì lại giữ được cái tâm Bồ Đề này, mà càng ngày càng nuôi được lớn nó lên tinh tiến nữa thì thành Phật không xa. Chắc có khi thành Phật trước cả thầy luôn. Thành Phật trước cả thầy thì thật sự là đáng chúc mừng. Rất đáng chúc mừng, mà một chàng pháo tay thật to, thật giòn giã cho em bé này. Đấy, rồi bé nói là có cái ý nữa ở trong này là tụng kinh Địa Tạng thì bố và bà nói rằng tụng kinh Địa Tạng ở nhà thì vong hay theo. Và bé nói rằng hỏi thầy rằng thì làm thế nào để giảng cho bà nội và bố hiểu được ạ? Xin thưa bà ngoại, bà nội chứ, xin thưa bà nội, xin thưa bố của em bé 12 tuổi này, tụng kinh Địa Tạng không phải là vong theo, mà tụng kinh Địa Tạng là để giác ngộ cho gì? Cho bản thân mình, cho tha nhân và cho gì? Cho vô số chúng sinh. Trong đó có các vong linh, có các thần linh, có các oan gia trái chủ của chúng ta, nhiều đời nhiều kiếp, nương vào công đức thần thông nguyện lực của chư Phật Bồ Tát, và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, các vị sẽ dần dần sẽ được chư Phật Bồ Tát gì? Giáo hóa và phổ độ cho. Các vị thấy, trước khi thầy giảng kinh Địa Tạng, thầy
truyền kinh Địa Tạng, đạo tràng tỉnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta đã có rồi. Nhưng mà khóa tu của Pháp Hội á, nó cũng chỉ khoảng đông nhất thì được khoảng 3.000 người. Đây là Pháp Hội Trung Phong, đông lắm thì được 3.000 người, còn bình thường là khoảng 1.500 đến 2.000. Nhưng từ khi truyền bộ kinh Địa Tạng, giảng bộ kinh Địa Tạng, khuyến hóa các Phật tử cùng nhau thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, rất nhiều gia đình, rất nhiều Phật tử giải quyết được nhiều những vấn đề mâu mắc trong cuộc sống, kể cả vấn đề tâm linh hay là vấn đề gì cuộc sống bình thường ở thế gian. Nhiều Phật tử có niềm tin vào Tam Bảo, tin vào bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cùng nhau nhất tâm phát nguyện thọ trì đọc tụng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng công đức sám hối nghiệp chướng, họ được tiêu trừ, gia đình được cát bảo bình an, thậm chí có dòng họ còn được âm siêu dương thái nữa. Vì sao mà thầy nói thế? Vì có một số dòng họ trùng tang trùng phục trong vài ba năm mà trong chi họ dòng họ chết gì đến mười mấy mạng người, tâm lý hoang mang lo lắng ở tột độ, đi xem mà đi cúng đi bái tốn không biết bao nhiêu tiền của rồi mà vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề tâm linh, vấn đề mâu mắc trong cuộc sống, vấn đề tuy không nhìn thấy bằng mắt thường, tai không nghe thấy bằng tai thường, nhưng mà nó vẫn cứ làm cho con cháu từ già đến trẻ trong chi họ, trong dòng họ ấy, đều lo lắng, hồi hộp, sợ sệt. Được biết được, biết đến bộ kinh Địa Tạng, tín kính thọ trì đọc tụng, cái vấn đề mâu mắc trong cuộc sống hay vấn đề tâm linh trùng tang trùng phục vân vân đó, nhiều gia đình, nhiều dòng họ giải quyết được. Cho nên họ có niềm tin vào Tam Bảo, có niềm tin vào chư Phật Bồ Tát, có niềm tin vào lời Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng, đoạn ác tu thiện, tức là gieo cái nhông trần, cái hạt giống tốt, cái nhân tốt, cho nên cái quả thiện họ sẽ được thọ hưởng ngay trong đời sống này, cuộc sống này, cho đến các cuộc sống kiếp sống về sau, như trong kinh Đức Phật đã nói, gọi là tin sâu nhân quả, sống hiền lành, lương thiện, giới đức. Thì cuộc sống nó sẽ dần dần sẽ chuyển từ gì? Từ xấu thành tốt, chuyển từ ác thành thiện, chuyển từ đau khổ thành hạnh phúc, chuyển từ lo âu thành bình an, các quý vị. Cho nên chính vì vậy mà bây giờ khóa tu Địa Tạng, xin thưa các vị, khóa tu Địa Tạng cũng có ngày đến 4-5.000 người, còn nhiều hơn cả khóa tu Pháp Hội Trung Phong, Pháp Hội Quan Âm lớn ngày xưa. Còn hôm nay thì chắc ngồi cả trong này ra ngoài này rồi trên tầng các thứ này, sơ sơ hôm nay cũng phải 6-7.000 người. Mà thầy nghĩ rằng hôm nay thì hôm qua thầy nghĩ là hôm nay nói các vị giỏi lắm thì 3.000 người, 4.000 người là cùng. Vì đạo tràng chúng ta vừa đi Điện Biên về, rồi là vừa đâu đâu cũng tổ chức Phật đản, mọi người đi Phật đản rồi thì chắc là Pháp Hội này ít thôi, giỏi lắm được 3-4.000 người là cùng. Nhưng sáng nay thầy ngồi chỗ phòng bảo vệ sơ sơ một chút thì áng chắc chắn hôm nay phải 6-7.000 người trở lên. Thầy có phải mời mọc, có phải đưa đón ai không? Không. Thầy có phải trèo kéo, có phải tuyên truyền tới ai không? Cũng không. Tự các quý vị có niềm tin, tự các quý vị tìm đến nơi đây để thầy trò cùng nhau kết đại thiện duyên, kiến lập đàn tràng. Trên thì tiên hiến Tam Bảo Phật Tổ,
chư thánh hiền tăng. Giữa thì cúng dường chư vị thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần lịch đại gia tiên kỳ huyền thất tổ. Dưới thì phổ độ chúng sinh cúng thí cô hồn ngạ quỷ để gieo duyên tam bảo cho họ. Cho nên cùng nhau kiến lập đàn tràng tu phúc tu thiện, gieo nhân lành bồ đề cho tất cả đại chúng âm dương lưỡng lợi trong pháp hội này. Tự chúng ta hoan hỷ tìm đến với nhau, có duyên tìm đến với nhau đấy chứ. Cho nên xin thưa các quý vị, tụng kinh Địa Tạng, thầy khẳng định với chúng ta không phải là rước ma về nhà, mà là độ gì? Độ tận là chúng sinh. Độ trước tiên là độ được cho chính bản thân mình. Vì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là một bộ hiếu kinh. Chúng ta học theo kinh Địa Tạng, thế là chúng ta phải học là một người con gì? Một người con hiền cháu thảo. Trước tiên là phải như thế đã các quý vị. Đó, học theo Bồ Tát Địa Tạng là phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ, phải tín kính tổ tiên, mà đoạn ác tu thiện hồi hướng công đức nhằm tri ân báo ân với gì? Với ông bà tổ tiên, không chỉ một đời một kiếp, vài đời vài kiếp mà vô lượng đời kiếp vậy. Cho nên nếu mà ai đó nói rằng tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà, đó là gì? Sai lầm lớn, sai lầm quá lớn. Không hiểu biết gì về bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, không chịu học, không chịu nghe, không chịu tìm hiểu, không chịu tu, cho nên mãi mê lầm, lầm lạc theo tà kiến. Thậm chí xin lỗi các vị, có những vị sư xuất gia mà còn đi tuyên truyền rằng tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà. Khi nào có người chết tuần thất thất tay tuần 35-49 gì đó, hoặc là đến mùa Vu Lan báo hiếu mới được tụng kinh Địa Tạng, còn tụng kinh Địa Tạng là rước ma về chùa. Khổ thân. Xuất gia mà hiểu Phật như thế, hiểu kinh như thế thì chẳng làm cho đạo pháp suy vi thì mới là lạ chứ. Chúng ta phải học, phải đọc, phải tư duy, phải quán chiếu, xem xét xong lời kinh Phật dạy cái gì. Bồ Tát Địa Tạng là một tấm gương sáng về đạo hiếu, về sự phát tâm Bồ Đề, về sự hành Bồ Tát đạo, xả thân mạng vì chúng sinh, vì người thân của Ngài. Ngài làm biểu pháp cho chúng ta, làm tấm gương sáng cho hậu học chúng ta. Vậy mà chúng ta nói tụng kinh Địa Tạng rước ma về nhà là gì? Sai lầm lớn. Cho nên có nhiều Phật tử tin tưởng vào kinh Phật đầu tiên đã, và đồng thời cũng là tin tưởng vào những lời giảng, lời sách tiến động viên của chúng tôi, cùng nhau đọc tụng, cùng nhau truyền bá bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Cho nên các vị thấy rằng trong kinh nói là gì? Nếu ở đâu có nhiều người thọ trì đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này chân thành, thì ở nơi đó gì? Sẽ không có động đất, không có sóng thần, và không có gì? Những tai nạn gì? Những tai nạn lớn như là bão lũ, hỏa hoạn hay tật dịch đáng thương lớn này xảy ra. Và chúng ta thấy, các vị cứ nghĩ đi, ngẫm đi, tự chúng ta ngẫm đi. Miền Bắc của chúng ta trước đây năm nào đến mùa bão lũ cũng phải gì? Đảng, nhà nước, chính phủ, Bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn là phải vất vả để lo để chống bão, chống lũ. Đặc biệt là các tỉnh gì? Các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, vân vân, Thái Bình, vân vân. Các vị nghĩ đi, từ năm 2015, từ khi mà nhân dân tín đồ Phật tử của miền Bắc chúng ta nhiều, rất rất là nhiều Phật tử
khắp các tỉnh phía Bắc chúng ta cùng nhau thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng khắp các tỉnh miền Bắc. Chúng ta thấy bão lũ có to đến đâu, nhà nước có dự báo, trung tâm khí tượng thủy văn có báo, báo bão thì đến đâu cứ vào gần đến biển là gì? Là chuyển thành gì? Áp thấp nhiệt đới, và cái tác hại của nó rất là ít. Đây là lời kinh dạy. Chúng ta cứ lấy ra để chiêm, để suy suy luận, để gì, để mà chiêm nghiệm mà xem. Chúng ta nghe cái bài giảng của Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa lúc Ngài đi sang Đài Loan để giảng pháp, đưa mấy đệ tử ở bên Mỹ sang Đài Loan để thọ giới. Ngài có một cái ngôi chùa ở bên Mỹ lúc bấy giờ. Và Ngài nói rằng trước khi Ngài chưa đến xây cái ngôi chùa ở cái bang đó thì bang đó luôn luôn bị động đất và thường xuyên động đất xảy ra. Có những trận động đất thiệt hại rất là lớn. Nhưng Ngài tuyên bố là gì? Từ khi tôi đến đây xây dựng ngôi chùa này, tôi không cho phép động đất xảy ra ở tại gì? Cái bang mà tôi xây dựng ngôi chùa này, cái ngôi chùa Cựu Kiếm Sơn của Ngài đó. Và Ngài nói rằng tôi còn ở đây ngày nào thì không cho phép động đất xảy ra ở nơi này. Một vị thánh mới dám nói những điều đó. Một vị Bồ Tát, một vị có uy đức lớn làm cảm động cả tam thiên đại thiên thế giới mới dám tuyên bố những điều đó. Và Ngài đã dám tuyên bố và đã tuyên bố điều đó. Và quả thật là gì? Ngài ở đó 6-7 năm không có một trận động đất nào. Nhưng khi Ngài vừa rời Cửu Kim Sơn sang thì sang Đài Loan đưa đệ tử sang đó thọ giới, ở nhà động đất luôn. Và Ngài đi về, Ngài giảng tiếp, Ngài nói tiếp ở Mỹ là gì? Từ nay trở đi, tôi về có mặt ở trên mảnh đất này, tôi không cho phép động đất. Mà quả thật mấy năm trời, cho đến ngày Ngài viên tịch, mấy năm nữa không có một trận động đất nào ở trên vùng đất đấy. Và sau khi Ngài vừa viên tịch đi, chưa được 100 ngày, nơi đó xảy ra một trận động đất thiệt hại rất là lớn, chết hàng mấy trăm người. Và thiệt hại về của thì không vô số rồi, người thì mấy trăm người. Chúng ta thấy. Cho nên mà Ngài Tuyên Hóa thì theo các vị pháp sư, các vị đại sư thường nói này, Ngài Tuyên Hóa chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Còn Hư Vân Đại Sư chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin thưa các quý vị, học Phật nếu chúng ta không có niềm tin, một chút niềm tin chúng ta không có nữa thì thôi rồi, thì chúng ta càng đi càng ở sai đường. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là tin là gì? Là mẹ sinh ra các công đức như thế. Đấy. Không, thầy khẳng định với các vị, không có chuyện tụng kinh Địa Tạng mà rước vong về nhà, rước ma về nhà. Khẳng định với các quý vị, nếu có vong đi chăng nữa, có ma đi chăng nữa, cũng chỉ là những vong, những ma có duyên với chúng gì? Chúng ta. Còn sống thì gọi là ma đầu gì? Đầu đen và ma đầu bạc. Xin lỗi các quý vị, tôi cũng là ma. Các quý vị chúng ta đây cũng đang là gì? Là ma. Nhưng mà ma ở đây là ma chúng ta còn gì? Còn biết đi, còn biết ăn, còn biết thở, còn biết nói và còn biết cười, còn biết vui, còn biết buồn, còn biết yêu, còn biết ghét, biết thương, biết hận, biết tu. Cho nên bây giờ còn tất cả những cái biết đó thì tốt nhất là chúng ta gì? Chuyển từ cái ác thành cái thiện, chuyển từ cái xấu thành cái tốt để làm cho cuộc sống này nó ngày càng tốt đẹp hơn. Đem kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng áp dụng vào cuộc sống đời thường,
chính là dạy về luân thường đạo lý, dạy về nhân, nhân quả tội phúc để cho thế gian biết gì? Biết cái ác để tránh, biết cái thiện để ráng làm. Làm gì có chuyện mà tụng kinh Địa Tạng là ma về. Nếu mà bảo tụng kinh Địa Tạng là ma về thì chùa Khai Nguyên của chúng ta là nhiều gì? Nhiều ma nhất. Và trong pháp hội này ít nhất đảo mắt liếc nhìn cũng phải thấy 3-4 nghìn con ma. Mà con ma đứng đầu đó là gì? Đó đang ngồi ở trên này, đây này, đang cầm mic đây này. Đấy, con ma này nó chưa thành Phật thì đương nhiên nó là ma thôi. Một ngày nào đó nó thành Phật thì nó không, mới không gọi là ma nữa. Chúng ta cũng thế thôi. Nhưng ma thì có ma thiện và ma gì? Ma ác. Chúng ta ngồi đây là ma thiện hay ma ác? Chắc chắn ít nhất thì cũng gì? 80-90% là gì? Là thiện. Cho nên á, tự mình có thể thưởng cho những con ma thiện này một gì? Một tràng vỗ tay. Đấy, người hay là ma đều do chúng ta hóa ra cả các quý vị. Nhất thiết duy tâm tạo mà. Trong kinh Đức Phật nói rồi, nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả đều xuất phát từ tâm của chúng ta. Người học Phật đến cái mức cao nhất đó gì? Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Cho nên chúng ta đừng có sợ tụng kinh Địa Tạng là ma đến nhà. Đấy, bé 12 tuổi này về mở cái đoạn bài giảng này của thầy cho bà nội và cho bố nghe. Bố và bà nội nghe mà hiểu được, mà hết sạch mọi nỗi nghi tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà. Và theo con để, theo cháu để cùng nhau thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là đem áp dụng một cuộc sống. Làm người gì? Người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội thì chẳng còn cái quý nào quý hơn. Đấy, chẳng khác gì trong kinh Địa Tạng nói là gì? Diệu Trang Nghiêm Vương phải đi học đạo với gì? Với con. Nhờ con mà Diệu Trang Nghiêm Vương giác ngộ được đạo. Trường hợp này mà bà nội với bố của bạn này mà giác ngộ được thì chẳng khác gì Diệu Trang Nghiêm Vương và con của mình được. Chính con của mình dẫn dắt vua Diệu Trang Nghiêm Vương đến gì? Đến với Đức Phật và được Phật giác ngộ cho. Và kết quả là cả bố, cả con, cả vua cha và cả con đều gì? Đều trở thành những vị đại Bồ Tát ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa và đều được thành Phật trong những kiếp tương lai. Đấy. Cho nên bé không phải lo lắng gì cả. Việc mình làm đúng, mình đi đúng, cứ thế mà đi. Không có phải lo lắng cái gì nữa. Ý nữa, bé nữa hỏi là, ý thứ ba bé hỏi là quy Phật rồi các sư trong chùa nói là không được nói dối. Nhưng mà con gì, con có phạm, cũng đôi khi phạm vào tội nói dối thì phải làm thế nào để sám hối? Nói dối ở đây cũng có những chuyện mà các bé nói dối đáng yêu. Giống như lúc nãy thầy ví như câu chuyện mà con nai bị người thợ săn bắn trúng tên, mà người tu hành hoặc là bác tiểu phu thấy con nai chạy về đằng đông nhưng nói là nó về đằng tây hoặc đằng nam, đằng bắc để mục đích cứu con nai đó, thì lời nói nói dối đó là lời nói dối thì đáng gì? Đáng yêu. Cho nên nếu mà bé này nói lời nói dối, ví dụ như là bố nói là gì và bà nội nói gì, từ nay trở đi bố cấm con tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà vì con tụng kinh Địa Tạng là ma về nhà, con có nghe không? Vì thấy bố căng quá, bố găng quá, cho nên bé có thể nói là, dạ thưa bố con vâng ạ. Hứa với bố đi, từ giờ trở đi con không tụng kinh Địa Tạng mà con phải để vào gì? Để thời gian để học bài, nghe chưa? Dạ con vâng ạ. Nhưng mà bố đi làm, con lại lấy kinh Địa Tạng ra để đọc, để tụng.
thì lời nói dối đó là lời nói dối đáng gì? Đáng yêu. Cần phải cho một chàng pháo tay thật gì giòn giã. Đấy, tương tự như thế. Nếu mà lời nói dối vô hại, lời nói dối đem lại lợi ích cho nhiều người khác, thì lời nói dối đó là lời nói dối đáng gì? Đáng yêu. Tuy nhiên đối với các bạn trẻ, các em còn nhỏ thì cố gắng hạn chế những lời nói dối nhất có thể, cho dù đó là lời nói dối đáng gì? Đáng yêu. Có nghĩa là chỗ nào cần thiết, cực cần thiết thì chúng ta mới nói. Nói vì mục đích cứu người, cứu vật, cứu chúng sinh, vì lợi ích cho gì? Cho tha nhân, cho các loài khác, thì chúng ta mới có thể dùng phương tiện ấy thôi. Còn cố gắng phải nói những lời chân thật, những lời đúng đắn, đúng với bản chất sự việc là tốt nhất, để tạo thành một thói quen cho gì? Vào trong A lại ra thức của chúng ta. Kể cả người lớn cũng thế vậy các quý vị. Cho nên trong cuộc sống nếu không may chúng ta phạm phải thì trong nhà Phật chúng ta có cái từ gọi là gì? Sám gì? Sám hối. Thế nào là sám hối? Sám tức là ăn năn bày tỏ những lỗi mà mình đã phạm ra đối với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, và đối với bố mẹ, đối với các thầy cô giáo, đối với ông bà, đối với những người lớn của mình, bày ra. Đó gọi là sám. Có nghĩa là bày ra những lỗi trước. Hối là gì? Là ăn năn, là thệ nguyện, là chừa bỏ, là không tái phạm những lỗi đó lại nữa. Đó gọi là hối. Vậy sám hối trong đạo Phật chính là bày ra những lỗi trước và ăn năn, chừa bỏ, không tái phạm lại lỗi sau. Đó gọi là sám hối. Hiểu chưa? Đấy. Đấy, đối với ba câu hỏi của em bé 12 tuổi, thầy xin trả lời như vậy.